Một buổi sáng thật đẹp trời, tại một vùng đất địa đầu của Tổ quốc. Cảm ơn trời đất đã đưa chúng tôi đến với nhau, những người bạn mới. Vâng, thật là hữu duyên, chúng tôi đã có thêm những người bạn già trên cuộc đời này. Chúng tôi đến với nhau thật sự, rất tự nhiên, thật chân thành. Tôi trân trọng tình bạn, tình anh em ấy. Từ những người xa lạ, chúng tôi bỗng trở thành những người bạn thân thiết. Đúng là con người Việt Nam luôn mong muốn có thêm những người bạn. Rồi chúng tôi có những cuộc hẹn gặp lại. Và hôm nay đây, chúng tôi đã đến một địa chỉ mà chúng tôi luôn muốn đến, mà ở đó những người bạn đang chờ đón chúng tôi. Không khỏi thất vọng và bất ngờ, các anh, các cháu đã tiếp đón chúng tôi thật chân thành, thật nhiệt tình với một tấm lòng rộng mở. Gia chủ, anh Phạm chủ đã không giấu được vẻ vui mừng khi gặp lại chúng tôi. Chúng tôi cùng nhau sẻ chia những gì cần chia sẻ cho nhau trong bữa cơm thân mật, ấm cúng như trong một gia đình vậy. Ôi, cuộc sống thật mến thương. Vâng, thực sự trong mỗi chúng tôi đều thấy rất cảm động trước tấm chân tình của các anh, các chị và các cháu. Chúc cho tình bạn, tình anh em này mãi luôn nở hoa và gắn kết các anh các chị nhé. Bởi trên những chuyến đi của cuộc đời, một điều thật may mắn và hạnh phúc khi chúng ta lại có thêm những người bạn và tình yêu thương vô bờ bến. Cảm ơn cuộc đời thật nhiều đã cho chúng tôi món quà vô giá, đó chính là sự gặp nhau và tình bạn chất thành. Vâng, xin chúc cho tình bạn của chúng ta mãi mãi bền lâu, cho dù khoảng cách có xa đến mấy, các anh, các chị nhé. Cẩm Phả là một thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Ninh, vùng Đông Bắc Bộ Việt Nam. Hiện nay, Cẩm Phả được xếp hạng là đô thị loại 2 và là đô thị lớn thứ 2 của tỉnh Quảng Ninh. Thành phố Cẩm Phả cách thành phố Hạ Long 30 km, bắc giáp huyện Ba Chẽ, đông giáp huyện Vân Đồn, tây giáp huyện Hoành Bồ và thành phố Hạ Long, nam giáp vịnh Bắc Bộ. Vùng vịnh thuộc thành phố là vịnh Bái Tử Long. Thành phố Cẩm Phả có diện tích tự nhiên là 48.623 hecta, địa hình đồi núi, núi non chiếm 55,4% diện tích. Trong đó núi đá chiếm tới 2.590 hecta. Núi cao nhất là núi Quang Hanh, núi Đèo Bụt 452 mét, núi Khe Xím hơn 400 mét, vùng trung du là 16,29%, đồng bằng là 15,1% và vùng biển chiếm 13,3%. Ngoài biển là hàng trăm hòn đảo nhỏ, phần lớn là đảo đá vôi. Năm 2017, tổng diện tích tự nhiên của thành phố Cẩm Phả là 38.652 ha, bao gồm đất sản xuất nông nghiệp 1.452 ha chiếm 3,8%, đất lâm nghiệp 19.305 ha chiếm 49,9%, đất chuyên dụng 9.974 ha chiếm 25,8%, đất ở 1.350 ha chiếm 3,5%, theo niên giám thống kê của tỉnh Quảng Ninh 2017. Thành phố Cẩm Phả có nhiệt độ trung bình là 23 độ C, độ ẩm trung bình là 84,6%, lượng mưa hàng năm là 2.307 mm. Mùa đông thường có sương mù. Về dân cư, năm 2010 là 176.500 người, năm 2012
dân số tại thành phố Cẩm Phả là 195.800 người, với mật độ dân số sấp xỉ 403 người trên km vuông. Thành phố Cẩm Phả có dân số sấp xỉ dân số của thành phố Hạ Long, hầu hết là người Kinh 95,2%, còn lại đáng kể là người Sán Diều 3,9%, người các dân tộc khác sống xen kẽ, rải rác, khó phân biệt. Người Cẩm Phả phần lớn là công nhân ngành than, có gốc từ vùng Đông Bắc Bắc Bộ. Dân số Cẩm Phả luôn có tỷ lệ không bình thường, nam đông hơn nữ 59% và 47%. Năm 2015 là 188.600 người, năm 2017 là 190.500 người. Mật độ dân số trung bình là 492,8 người trên km vuông theo niên đán tỉnh Quảng Ninh năm 2017. Các đơn vị hành chính gồm 13 phường và 3 xã. Các phường Mông Dương, Cửa Ông, Cẩm Thịnh, Cẩm Tú, Cẩm Sơn, Cẩm Đông, Cẩm Tây, Cẩm Thành, Cẩm Bình, Cẩm Trung, Cẩm Thủy, Cẩm Thạch và Quang Hanh. Các xã Cộng Hòa, Dương Nguy và Cẩm Hải. Địa điểm du lịch và đặc sản của địa phương thì Cẩm Phả là thành phố với nhiều cảnh thiên nhiên đẹp. Đền Cửa Ông hàng năm thường mở hội vào tháng Giêng, thu hút hàng vạn khách tham quan, chiêm bái. Động Hang Hanh có cửa vào từ vịnh, đi thuyền suốt trong lòng núi. Khu đảo Vũng Đục có nhiều hang động thích hợp cho việc tham quan. Ngoài ra, hòn hai đảo Niêm trong vịnh Bái Tử Long đã hình thành một khu nghỉ ngơi của công nhân mỏ. Cẩm Phả còn có đảo Rèo, một cơ sở nuôi thả hàng nghìn con khỉ, vừa là nguồn nguyên liệu cho y dược, vừa là một địa chỉ tham quan rất hấp dẫn. Cẩm Phả đang sở hữu nhiều tiềm năng về phát triển du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp, đặc biệt với việc sở hữu nguồn nước khoáng nóng tự nhiên. Giống như các địa phương khác của tỉnh Quảng Ninh, Cẩm Phả cũng có những đặc sản giá trị như hải sâm, mào ngư, tôm, cua, sò, ngán, hầu, hà, xá sùng, rau câu, v.v.